Chào các bạn, trong bài thân hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu thêm một thành phần nữa bên trong bootstrap. Đó là chúng ta sẽ tìm hiểu về thành phần button group. Chúng ta sẽ học cách tạo nhóm các nút bên trong bootstrap. Đầu tiên các bạn hãy mở chương trình Dreamweaver lên. Sau đó các bạn hãy vào lại website của các bạn. Trong website các bạn hãy mở lại trang ví dụ 1 lên. Bây giờ chúng ta sẽ lấy trang ví dụ 1 này, chúng ta CLS thành trang button group. Sau đó các bạn bấm nút sell. Bây giờ chúng ta sẽ đặt tên cho bài học hôm nay. Chúng ta cũng sẽ đặt tiêu đề cho trang web. Trong bài hôm nay là chúng ta sẽ tìm hiểu về cách tạo nhóm các nút bên trong Bootstrap. Đầu tiên chúng ta cũng sẽ chèn vào một div với class là container. Trong div class container này chúng ta sẽ tạo một div class route để chúng ta tạo ra một dòng mới. Bây giờ tiêu đề H1 này chúng ta sẽ đặt trước dòng này. Để tạo ra một nhóm các nút, chúng ta sẽ sử dụng một div với class tên là button group. Class button group này trong bài thành trước là chúng ta cũng đã có tìm hiểu qua rồi. Khi chúng ta tạo nút thành viên và chúng ta kế bên nút thành viên là chúng ta có tạo ra một nút mũi tên rớt xuống. Chúng ta cũng đã có sử dụng qua class button group này. Trong bài thành hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu kỹ hơn về đối tượng button group này. Bên trong div class button group này chúng ta sẽ sử dụng thẻ button để chúng ta tạo ra các nút bấm. Để tạo nút chúng ta sử dụng thẻ button. Đối với thẻ button chúng ta sử dụng thuộc tính type để chúng ta tạo kiểu nút. Kiểu nút chỗ này chúng ta sẽ chọn kiểu nút là kiểu button. Nút thì chúng ta sẽ chỉ định màu cho nó bằng thuộc tính class button. Ví dụ chỗ này chúng ta sẽ chọn nút màu xám trắng. Nút màu xám trắng sẽ có lá là button default. Nút sẽ có tên, do đó chúng ta sẽ đặt tên cho nó. Ví dụ đây là nút số 1. Dĩ nhiên là tên nút các bạn muốn đặt tên gì cũng được. Bây giờ các bạn lưu lại. Chúng ta chạy thử trang của chúng ta thử. Bạn thấy ở đây là chúng ta đã tạo được một nút. Bây giờ muốn tạo nhiều nút, chúng ta copy thẻ button này xuống. Ví dụ chúng ta muốn tạo nút 2. Chúng ta copy xuống. Ví dụ chúng ta muốn tạo nút 3. Vậy cứ một thẻ button là chúng ta tạo ra được một nút. Ở đây chúng ta có 3 thẻ button. Vậy ở đây nếu chúng ta chạy, bạn thấy là chúng ta sẽ có được 3 nút. Và đây là một nhóm các nút. Và các nút này nó nằm bên trong class button group. Do đó các nút này chúng ta gọi là một nhóm nút. Đối với nút thì chúng ta có thể chỉnh được kích cỡ cho nút. Muốn chỉnh được kích cỡ cho nút bên trong class button group này, chúng ta có thể sử dụng class button group lạc, hay là button group mon, hay là button group extra mon. Ví dụ chỗ này chúng ta sử dụng là button group lạc. Bạn thấy là nút của chúng ta bây giờ nó sẽ là to lên. Còn nếu muốn nút của chúng ta nhỏ, chỗ này chúng ta sử dụng class
bút tông rút Etchamon. Bạn thấy nút của chúng ta rất là nhỏ. Chỗ này chúng ta có thể sử dụng lát bút tông rút Small. Đối với lát này, nút của chúng ta hơi nhỏ thôi, Small. Còn nếu chúng ta không sử dụng lát bút tông rút Small hay là bút tông rút lạc hay là bút tông rút Etchamon, cái nút của chúng ta sẽ ở trạng thái bình thường. Ví dụ chỗ này chúng ta sẽ xài nút dạng lớn để chúng ta dễ nhìn. Vậy bạn thấy là chúng ta đã sử dụng được thành phần bút tông rúp trong bút cháp để chúng ta có thể tạo ra một nhóm các nút bên trong bút cháp, và chúng ta cũng có thể đặt được kích cỡ cho nút, ví dụ như là nút nhỏ, nút rất là nhỏ hay là nút lớn. Thì đó là bài thành hôm nay của các bạn. Chúc các bạn thực hành bài lắp này thành công. Chào các bạn.